Vâng, báo cáo bác là sáng hôm nay mình nhìn thấy Facebook nó thông báo, nhưng mà chính thức là ngày hôm qua, hôm nay là 24 rồi. Hôm nay là ngày 24 tháng 2 rồi. Chính thức là ngày 23 tháng 2, có nghĩa đêm qua nó đăng lại là cách đây 15 năm là em bắt đầu vào cái nghề bán máy sửa, bán máy tính các thứ. Để kỷ niệm với ngày hôm nay thì em Tuấn sẽ áp một số bài. Nha, áp một số bài sẽ tặng các bác 500k. 5 đến 600k thì tùy. Tùy những sản phẩm, có những sản phẩm ví dụ như nó 4 triệu 9 hay là 5 triệu mà em 4 triệu 9 mà em tặng bác 500 thì nó còn 4 triệu 4 là 4 triệu 4 không thích, em lại tặng bác hẳn 600 cơ. Đa số của em là ví dụ 4 triệu 9 thì em tặng hẳn 600 để nó xuống 4 triệu 3 thôi, chứ không nói vào 4 triệu 4 chẳng hạn. Thì sẽ tặng các bác từ 5 đến 600 cho tùy những sản phẩm nhé. Những sản phẩm là các bác nào theo dõi ngày hôm nay nhé, hôm nay bây giờ mới 8 giờ sáng. Đấy, là chính thức là ngày 23 tháng 2. 15 năm trước. Phải nói là quá đẹp cho một cặp đôi đúng không các bác? À, tối hôm qua hàng có về nhưng em quay cho bác, nhưng buổi tối nó không được rõ nét lắm. Hôm nay Tuấn sẽ quay lại cho bác. À, đây là cặp đôi đến từ đất nước Anh Quốc. BMW kép CDM, một con là CDM7 nhé. À, con này CDM7 này và con là CDM1NT. Con CDM1NT là nằm ở phía dưới. Con màu vàng này còn nguyên thùng xốp. Đấy. Còn con này gọi là hàng bãi nhưng báo cáo các bác là nó cũng đẹp như có thùng xốp luôn. Đấy. Con này là CDM7. Thì trước khi đi vào giới thiệu hai cái sản phẩm này thì em Tuấn xin giới thiệu cho các bác một cái hai cái mã bình nước thủy nhé, gọi là bình thủy điện, bình thủy ấy. Ở bình này rất là hay luôn, để sau đây em sẽ giới thiệu cho bác. Đấy, để vào giới thiệu chi tiết nhé. Báo cáo bác là đây, hai chiếc bình thủy này. Ở đây là hai chiếc bình này đều có thương hiệu đến từ Tiger. Tiger rất là nổi tiếng. Những chiếc bình thủy này thì báo cáo bác là với những loại nó bình bình, nó không được đẹp thì nó 5, 600, 7, 800, 900 tùy. Có những con đẹp xuất sắc như những con này. Con này còn tem này. Báo cáo bác đây, nó thông báo nhiệt độ hết đây. Bác nhớ hộ em nhá. Con này là chạy điện 100V, hàng mới gần như là chưa sử dụng. Giá 1 triệu 100 nghìn. 1 triệu 100 nghìn. Dòng bình này thì báo cáo các bác đi bác mua mấy cái bình thường ở ngoài ấy, nhé. Mấy cái bình thường ở ngoài. Con này nhớ là điện 100V bác nhá, chạy điện 100V đấy. Bình thường ở ngoài các bác đã mất tiền triệu rồi. Nhưng mà những dòng thuyết bình thường ở ngoài, nhìn này, hầu như là chưa bao giờ bị, những cái bình nào mà dùng đun nhiều ấy nó sẽ bị thâm tím ở đây này, thâm nó chuyển màu vàng, hơi vàng vàng đấy, được chưa? Đây có bình, đây mở nhé, ấn mở này xong ấn đây là bơm nước ra. Dòng này thì các bác không phải lo là thời gian sau là đun kém bình, của bình một số cái bình chất lượng nó kém thì nó sẽ đun nó không chín, không ngấu được nước ấy, nó sẽ bị đáy rắt. Con này 1 triệu 100 V với 1 triệu 100 nghìn. Bình 2 lít 2. Được chưa? Model PA PDI A22 220. Đấy. Giá 1 triệu 100. Đấy, đẹp chưa? Sang chiếc này là bình 3 lít. Chiếc này cũng là bình Tiger. Bình Tiger, vỏ nó gọi là màu nâu, màu nó rất sạch. Giá 1 triệu 300 nghìn. Đây, các nhìn này. Trong này cũng vậy này. Đấy, các nhìn này. Đấy. Chưa? Bình rất là đẹp luôn nhé, cực kỳ đẹp luôn. Răng này, răng phải nói luôn là răng còn, răng này các bác có dùng chục năm nữa cũng chả lo. Răng còn quá ok luôn. Răng ok luôn ạ. Đấy, bình này nhá, mở van nước đấy, ấn vào đây, xong ấn vào đây để bơm. Giá 1 triệu 300 nghìn. Đây là bình 3 lít. Vỏ con này là vỏ bằng thép gọi là inox, inox kiểu xước ấy. Inox kiểu phay xước, phay xước đấy, phay xước. Chỗ này nó hơi hở một tí bác nhé, cái này chắc là phải phải đoạn cái đáy nó ớt rồi. Tóm lại là những chiếc bình này dùng thì báo cáo bác là phải nói luôn là giá trị của nó khác hẳn bình của mình luôn, nên tại sao người Việt mình rất là tin dùng những dòng này nhé. Đấy, điện 100V quá nhá, đều điện 100V hết.
dùng chắc bác nào lấy vít này này, màu này nó sạch này, dùng những cái màu này nó sạch, cực kỳ sạch luôn. Bình thì bác nhìn này, đấy nó gọi là này, đẹp chưa? Còn sau đây em Tuấn sẽ sang với lại cái phần giới thiệu về loa. Thì đối với là dòng BMW kép CDM1, cái đôi màu vàng vàng này, năm ngoái năm kia và đầu năm nay em cũng giới thiệu bán rồi, vừa đây cách đây khoảng độ 3-4 ngày bác gì trong Sài Gòn đã nhận được cái đôi đấy rồi, và một bác ở Đồng Nai. Cái lô trước là có 3 đôi 4 đôi nhưng mà có một bác đầu tiên bác định lấy là bác tặng đây, nhưng bác lấy có 2 đôi thôi, còn nhường lại cho bác, một bác Sài Gòn bác vừa nhận nốt rồi. Tất cả cái lô trước là hết rồi, hôm nay về tiếp được một đôi này nữa. Một đôi CDM1 này và một đôi CDM7. Cái đôi C, cái đôi vàng vàng này, CDM1NT của BMW kép W ấy. Đôi này có mức giá là 19.900.000. Đôi màu vàng. Còn nguyên thùng xốp, cái xốp em kê đây, thùng của nó đây ạ. Thùng xốp còn nguyên đấy ạ. Còn nguyên thùng xốp. Đấy. Nguyên thùng luôn. Đấy. Còn ở cái đôi số đôi giữa này là đôi là BMW kép CDM D7. Đấy, con này là 7, con cái này là 1. Con này là loa cây cao. Con này khủng. Đôi này có mức giá là 26.900. Các bác nhìn này. Hôm nay các bác nhìn ra ảnh thật, các bác nhìn này. Ban ngày và sáng. Cái màu này nó quá đẹp và quá sang. Đẹp, sang, sạch. Đôi này mức giá 26.900. Phải nói luôn là hàng đẹp như mới luôn. Con này có thêm thùng xốp được. Này, dưới chân này của nó không có gì nhé, nó chấm chấm một tí thôi. Không phải gì, ok chưa, không phải gì cả, nó chấm nó gọi là chắc là hơi quệt vào đâu, nó ấy tí sơn thôi. Những cái này ấy, báo cáo các bác là không ảnh hưởng gì nha. Em báo thế thôi, thật ra là chấm tí vắc ni vào đấy tịt luôn, mà chấm tí vắc ni vào đấy các bác chả biết, không muốn đấy, đã quay bài thấy chỗ nào thì báo cho đấy cho thoải mái. Còn những cái chỗ này này, cái hộp vắc ni các bác mua tí vắc ni, bác cho cái đầu bông tăm ấy, bác chấm vào cái nó thành nó uy nghi như màu này, không có sao cả, nó chẳng gì cả. Những cái đấy nó không bị nặng cái gì cả, mình cứ báo thôi. Bán hàng báo cho rõ cho dễ. Rồi soi kỹ và chỉ thấy chứ nhìn thì có thấy đâu. Đấy. Nên là em muốn soi em báo hết cho bác đây. Bát gần loa, tóm lại là dòng này nói tóm lại là cũng có thể thêm thùng xốp thả nó vào được các bạn. Màng carbon. Tép đây. Dòng này thì gọi là đẳng cấp rồi. Quá đỉnh. 26.900. Đây về thông số đằng sau. Thông số đằng sau bác nhìn chưa? Đấy. Đây. Thông số đằng sau của con màu vàng này là BMW kép WCDM1NT, bác nhìn chưa? Đấy, series của nó là 0037556. 120W của loa 8 ohm. Bên này này. 0033375555, có nghĩa series liền kề đấy, 555 và 556 nhé, chưa, hàng bao phê bao xịn cho bác luôn. Con này thì nguyên thùng xốp không nói gì nữa rồi, bao giá trị rồi. Những dòng này được các bác Sài Gòn mua rất là nhiều, em thấy các bác trong Sài Gòn mua dòng này nhiều lắm, đa số các bác miền Trung vào trong Sài Gòn mua những dòng này đấy. Đẹp. Còn về con CDM7 bác. Đây, BMW kép W, tất cả đều hàng Anh Quốc nhá. Đây, Made in England không nói rồi. Đây, Made in England này, đây Made in England này. Không nói rồi nhưng đang nói là CDM7 nhá. Đọc chữ đọc hết nhói cả mồm. Con này series đường kề này, 028414, 028413. 150W một loa, vậy là 300W đôi này. Ok chưa? E căng của nó dưới này nhé, e căng em để dưới. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn. Loa thì phải nói là đẹp xuất sắc, tiền nào thì của đấy thôi, chứ không có gì mà ngon mà bổ rẻ được cả. Rồi, hẹn các bác clip sau.